Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ chính thức vào với phần 2 của chương trình. Chúng ta sẽ đến với một tiểu phẩm. Một tiểu phẩm mà ở đó tôi tin rằng quý vị sẽ một lần nữa cười, cười thật tươi, cười ngả nghiêng, cười rộn ràng, cười rơi xuống ghế cùng với nghệ sĩ Xuân Hinh. Nhưng bên cạnh tiếng cười đó, chắc chắn quý vị sẽ có lúc sụt sùi, vô tình thấy gì ngứa ngứa nơi khóe mắt và rồi không biết mình khóc từ khi nào. Chúng ta cùng đến với tiểu phẩm mang tên Của Gia Bảo. Xin mời quý vị. Chán lắm cơ, nhớ đi mà không giới thiệu đây là chồng tôi thì nói thật luôn ấy, ai cũng tưởng bà nhà giàu đi lễ chùa có thằng chú tiểu cầm cháp chạy theo. Chán lắm, chồng chán ơi là chán ấy. Này này, cứ chê chồng nói xấu chồng nhé. Thế sao ngày xưa lại đâm đầu chú tiểu lấy tôi là thế nào? Chả là ngày xưa ấy gớm, em mê ông Xuân Hinh các bác ạ. Thời son trẻ lỡ đi xem lão ấy diễn cái cù sứt thì về cứ đắm đuối thôi, đêm ngủ cứ tương tư thôi. Thế rồi một ngày nọ gặp đúng một thằng lái lợn, ôi dồi ôi, nó giống thế chứ gì, giống giống như bản sao ấy. Thế là đâm đầu vào, mà người ta là Xuân Hinh, còn lão này cứ Xuân Hình Xuân Bóng gì, về không thấy một tí gì của ông Xuân Hinh ấy. Đau đớn lắm, nhưng mà giờ lỡ trao thân rồi biết làm nào. À, mê Xuân Hinh thì đi lấy Xuân Hình như thế. Thì đấy, sao để theo hình đuổi bóng thế này. Tôi nói thật bà biết thế ra là thành ra là bà mê ông Xuân Hinh thì bà lấy tôi. Mê Xuân Hinh đóng cu sứt. Ờ, đóng cu sứt rồi lấy thực tôi. Thực ra là không biết là mê Xuân Hinh hay là mê cu sứt, đại khai thế. Ờ, thế là mà tôi biết là tại sao cái chân tôi ra cái nông nội này rồi. Thì đấy nhìn thấy nó mới giống cu sứt. Chân này nhìn phát biết luôn là nhân tạo chứ không phải thiên nhiên rồi. Quái, mê ông Xuân Hinh thế là oánh em các bác ạ. Suốt ngày vác gậy vụt. Thế là vừa oánh vừa la làng chứ. Ôi trời ơi, chồng em nó oánh. Thế thì bây giờ mới ra được ông cu sứt. Mà chán lắm, cu không ra cu mà sứt chả ra sứt. Bây giờ cả một cái đống phế liệu này ôm suốt cuộc đời, chả biết bao giờ mới dẫy ra được. Buồn lắm. Thôi không nói nữa. Thế bây túm giờ lại thì bây giờ đi tìm bố. Tự nhiên bà lôi tôi ra cái bến xe làm gì? Tìm bố chứ gì đâu. Sao hồi lúc sáng đó ông không giữ bố lại để bố đi? Sao bà không giữ? Giữ sao không giữ? Gớm dỗ bố như dỗ trẻ con ý. Sáng nấu cả một nồi cháo hoa nhá, hành tươi nhá, ôi dồi cho một tổ yến rưỡi vào đấy. Thế mà muối tôi phải rang lên tôi mới dám cho bố ăn, cấm cho bố ăn trừ muối sống ấy. Thế mà vẫn đi. Cái gì điều có dành có mỏ nữa còn rang muối lên nữa. Thì đây. Thế thì tóm lại nhá. Thế ông... bây giờ làm sao? Bây giờ đi tìm bố sao sáng giữ chân bố nhỉ? Bố có chân thì bố đi nhá. Cái việc gì phải giữ? Nhưng hôm nay bố đi đâu đi? Bố về quê. Về quê làm gì? Ngày mai dỗ vợ mà. Vợ ông là ai? Mẹ tôi. À quên đấy, nhắc mới nhớ là ông có vợ. Quên mất. Đấy, cơm áo gạo tiền quên quên bắn. Nhiều khi quên luôn thằng này là chồng mình. Thì bố có chân thì để cho bố đi, làm sao phải tìm, đi về. Bố đi đâu thì bố đi, nhưng mà bố phải để cái cơi trầu ở lại chứ. Ô điên à. Cơi trầu của ông thì ông đi ông phải cầm theo chứ làm sao phải để lại. Ôi giời ơi, Nghĩa ơi. Thế anh có não không hay là Zika nó ăn hết não của anh rồi? Thế anh quên mất cái truyền thuyết của gia đình dòng họ anh truyền lại à? Trong cái cơi trầu mà bố lúc nào ôm khư khư vào người ấy, nó có đến 10 cái tượng bằng vàng ròng nhá. Mỗi một cái á là 3 cây đi. Chưa hết đâu. Cái gì? Chưa hết đâu, nó còn đến 2 cái vòng phỉ thúy ấy. Mà 10 năm trước cái bọn phương Bắc nó đến nó giả là 10 tỷ một sợi rồi mà bố không bán ý. Phải điên à? Thế sao không đi tìm ông mà còn đứng đấy còn chê chồng? Bây giờ đang đi tìm đây còn gì nữa? Nhanh lên cái gì nữa? Đi! Mày què mày chạy trước đi, tao chấp mày mà. Đi được này này! Sao lại đi đến đây chọn định ở đây này, đi đây mới tìm được cái này? Khổ em thế thì em càng vội thì nó lại càng chậm. Nhìn. Cái chân lên chân nào?
Khổ quá chứ này. Nước sôi lửa bỏng mặt cứ đần độn như thế này này. Ê các bác thấy không? Bà không thấy là tôi đang đọc sách à? Ông đọc cái sách gì? Hả? À? Luận ngữ. Luận ngữ nó là cái sách gì? Có nhiều việc đời sống không giải thích được mà luận ngữ giải thích rất rõ, ghi vào trong sách hết. Luận ngữ giải thích rất rõ à? Thế bây giờ tôi hỏi luận ngữ này, luận ngữ giải thích thêm tôi ở cái nhà này tôi là cái con gì? Bà là con đỉa. Ôi trời. Ôi trời. Đây các bác xem, chồng em đấy, nuôi bao nhiêu năm ăn học bây giờ nó lại bảo em là con đỉa. Thế tôi hỏi ông tại sao ông lại bảo tôi là con đỉa? Vì bà rất là dai, dai như đỉa. Tôi mà dai như đỉa hả? Ừ đấy, thì tôi là con đỉa đấy. Tôi là con đỉa ngày, còn ông là con đỉa đêm. Làm sao mà ban ngày mặt nó cứ đần độn, nó ngu si thế này, mà sao tối nó lại nhanh nhẹn đến thế hả các bác? Thế chứ đấy. Em đã bảo là thôi đừng rồi. Thôi rồi, nó cứ bảo thêm tí nữa, thêm tí nữa, thêm tí nữa. Ngày nào nó cũng xe chỉ luồn kim em đến tận 4 giờ sáng. Các bạn bảo cứ xe chỉ luồn kim thế thì ngu thế nào mà nó chịu được hả? Thế tóm lại là trong đầu chồng thì tôi chỉ xứng đáng là một con đỉa thôi, có đúng không? Ừ? Bà còn là một con vịt nữa. Tại sao lại bảo tôi là con vịt? Cái mồm bà cứ quạc ra như vịt. Ô hay nhỉ? Lúc thì ông bảo tôi là con đỉa, lúc thì ông bảo tôi là con vịt. Chứ tóm lại tôi hỏi ông, tôi là cái loại động vật gì? Đó là một loại động vật có vú. Rất là hiếm quý. Đã ghi ở trong sách đỏ đây rồi. Đây, không bác... được giết thịt. Mà luận ngữ đã giải thích định nghĩa rất rõ ràng. Đó là... là con gì? Con vợ. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, nó bảo em là ở trong sách đỏ là động vật quý hiếm. Cuối cùng thì em vẫn là chỉ là một con động vật các bác ạ. Này, tôi nói cho ông biết này, tôi cho ông ăn học, đổ bao nhiêu tiền vào cái đầu ông, cái điều hay, cái điều cần biết thì ông không học. Ông toàn đâm đầu vào học những thứ ngu si rút nát thôi. Ông nghe tôi nói này, cái này mới là cái quan trọng trong cuộc đời ông nhé. Bố ông trốn rồi. Luận ngữ không được nói là bố trốn, phải nói là bố đi. Ừ thì bố đi. Ừ thì bố đi. Nhưng mà bố đi, bố mang theo cái cơi đựng trầu của bố. Bà không nghe cổ nhân người ta nói à? Hả? Của ai nấy giữ. Cơi đựng trầu của bố thì bố giữ. Bà dây vào làm cái gì? Ô hay nhỉ. Nhưng mà cổ nhân người ta cũng dạy tôi rằng trong cái cơi đựng trầu của bố có 10 pho tượng Phật bằng vàng. Mỗi pho tượng trị giá 3 cây vàng. Mà còn chưa hết đâu, có 2 cái vòng ngọc phỉ thúy. 10 năm trước người ta giả ông 10 tỷ, ông không thể bán đấy. Con điên. Thái dụ. Sao mày đọc ở đâu mà mày sao không, bây giờ mày mới không chia sẻ gì cả bao nhiêu năm nay. Làm tao cứ tìm đâu, trang nào là trang vòng ngọc đâu, trang nào là trang Phật tượng Phật đâu. Khổ. Làm cho u mê bao nhiêu năm nay thì nó cứ đi tìm. Nó ở trong này. Thế ở đâu? Nó ở trong cái cơi đựng trầu của ông. Cái cơi đựng trầu đâu? Cơi đựng trầu thì ông mang ông trốn về quê rồi. Ôi giời ơi, làm mình bây giờ đúng là bây giờ tôi mới vỡ òa ra này. Thì chính ra là tôi cứ học con vợ này có khi lại bây giờ lại khôn đấy. Cơi đựng trầu của ông. Cơi đựng trầu của ông. Đúng rồi. Ngày xưa các cụ có dặn đọc lướt qua một lần mà bây giờ quên này. Ôi giời ơi. Học thầy không tày học vợ. Đúng là bà. Ông này bây giờ mới hiểu được cái chân lý đấy à? Đi tìm bố đi. Ôi tôi điên lên. Tôi điên mất cái thằng chồng thôi. Tôi điên mất thôi. Sao bố đâu ấy nhỉ? Nghĩa ơi, đi nhanh nhanh rồi em tí. Nhanh lắm rồi. Có lúc cái cần nhanh.
khổ quá. Hai vợ chồng một con thì quá béo, một thằng thì cứ lại châm chấn, châm chấm chân phẩy chẳng quá. Tôi leo lưng ra cõng mẹ luôn đi. Okay. Bà cõng tôi cho nó nhanh. Thế là leo thật đấy à? Sao nhẹ dạ thế? Bây giờ này, mỡ đầy trong máu này. Tôi vừa cõng ông, mà tôi vừa chạy đi tìm bố thì có một cái mỡ nào mà nó cản cái đường máu, cái là tôi chết dễ chết rụa ra. Người sao nhẹ dạ cả tin thế? Phóng lên tôi một phát là tôi nói cho ông biết chứ. Là cơ này. À đây, đây. Kiều, Kiều, vợ chồng Kiều. Ở đây. Này, bác cả. Tìm thấy bố chưa? Chưa. Hai bác không đi tìm bố luôn. Đây thì mà chưa thấy bố. Ôi, không khéo sổng mất rồi. Ôi, chưa chết. Luật ngữ không có được nói là bố sổng. Nói thế nào? Phải nói là bố vuột. Ôi trời. Bố vuột. Ôi, Kiều này. Này. Bây giờ phải làm sao? An tâm đi. Từ giờ đến tối nhá, chỉ có một chuyến xe 3 giờ về quê thôi. Bố chắc là quanh quẩn ở đâu, cứ đua nhau đi tìm mà thấy nhá. Dung ơi, dạ. Mày tranh thủ đi mua một sợi dây thừng với cái bao tải. Để làm gì ạ? Thấy làm bố gì? Một cái là trói luôn, nhét vào bao tải. Dã man quá. Không để nó vuột mất, tránh nhanh lên phấn khởi. Ôi giời ơi, lấy bao tải ở đâu bây giờ? Ok, ô vợ chồng thằng Thắng này. Ô vợ chồng thứ ba kìa. Đấy. Này, ra đây. Em chào anh chị, em chào anh chị. Ôi giời ơi. Dạ. Sao đi đâu mà bây giờ mới có vác mặt ở đây? Ê, anh chị có việc gì mà hốt hoảng thế ạ? Anh chị sao lại gọi em ra bến xe để họp gia đình làm gì ạ? Mà trông mặt ai căng thẳng quá ạ. Luận ngữ bảo cái gì nhỉ? Luận ngữ bảo là Bố trốn rồi. Bố trốn à? Ừ. Bố trốn thì kệ bố. Về quê rồi. Bố về quê à? Về quê rồi. Ôi trời. May quá mình. Ừ, may. Dạ thưa các anh các chị, chả là tháng này đến lượt nhà em nuôi bố. Thế nhưng bây giờ bố về quê rồi thì may quá ạ. Ôi trời ơi. Vợ chồng mình có nghĩa là vợ chồng mình tiết kiệm được 10 triệu đồng. Ông già. Để hẳn ra được một khoản. Chị bảo này. Bây giờ nhá, tinh thần lán này bố về quê nhưng bố cầm theo cái cơ trầu của bố. Em có hiểu không? Em hiểu vấn đề không? Dạo này ông già mình lại còn nghiện cả trầu nữa cơ đấy. Thế mà ngày xưa ở nhà mình ấy cứ đòi ăn kẹo lạc với uống nước chè. Suốt ngày em phải nấu nước phục vụ thôi. Ừ, anh phải đi mua kẹo lạc thôi. Đấy. Dạ. Đây. Thật lòng từ xưa giờ chị tưởng trong gia đình em là thằng nhiều óc nhất ấy. Cuối cùng là mày y như là thằng nghĩa anh mày thôi. Tao nói thật. Vấn đề là trong cái cơi trầu đấy nó có đến 20 cái pho tượng bằng vàng ròng, hiểu chưa? 3 cây một pho. Điều thế. Chưa tính đến cái mà đến 10 cái sợi gọi là vòng phỉ thúy. Là 10 năm trước là đến là 15 tỷ một sợi mà bố không bán. Rồi. Chị ơi. Trời ơi. Mình ơi, chị ơi, nghe mình ơi. Chị gì? Chị nói thế nào ơi chứ này? Sao? Gì đây? Chị. Ra đây từ từ xem con Dung nó bảo cái gì đây. Này. Đồng thằng kia. Ra đây xem con Dung nó bảo cái gì đã. Cái gì? Hai mươi tượng Phật đâu mà chỉ có 10 thôi. 10 bảo người ta có 10. Yêu thiết đã 20 rồi. Các cô, các chú nhá. Nhớ này. Người càng già càng cẩn thận. Cứ lận đấy. Các cụ bà ấy. Cứ là ruột tượng này. Cụ ông cứ lận vào cặp quần đi. Giấu bớt đấy. Mình rồi, cứ phải nhân đôi lên mới ra của nạ các cụ giấu mình. Hiểu rồi. Hả? Các cụ nói cái gì nhỉ? Em cúi cả tay. Cái gì mà vàng, cái gì mà ngọc cái nhỉ? Mình nói lại em nghe xem nào. Vàng không có ngọc. Các bác ấy nói là trong cơi trầu của bố cầm về quê ấy, trong đấy có 30 pho tượng Phật bằng vàng trong bằng ngón tay này này. Mỗi một pho tượng nó nặng khoảng 3 lạng rưỡi. Mà còn thêm nữa 20 cái vòng phỉ thúy. Bọn phương Bắc nó sang đây ấy, nó giả là đâu là 15 tỷ hay là 18 tỷ một chiếc ấy, mà ông không bán. Ôi dồi ôi, các anh các chị ơi, thế tính tổng ra là khoảng bao nhiêu tiền hả? Chưa tính được, nhiều quá nó không tính được. Chị ơi, phải gần 100 tỷ đấy. Ôi dồi ôi, gần 100 tỷ. Ôi dồi ôi. Chú này chết rồi. Gọi cấp cứu. Con này trước khi nó ngất nó cứ phải hướng các bác lên ơi. Các bác cứ bình tĩnh, vợ em biết. Con này ấy, nó bị ngộ độc về tiền đấy. À. Vâng, nó cứ nghe đến tiền tỷ là nó ngất. Nếu các bác ra đây, cô ấy chỉ bị tai biến nhẹ thôi hả? Mời các bác ra đây. Thế sao vợ chú nó có cái bệnh lạ nhỉ? Hay lắm, đây. Em hỏi các bác nha. Nói bé thôi nhé. Đồng này đồng bao nhiêu? 50 tỷ. Thế đồng này là đồng bao nhiêu? 5 lít. Các bác xem nha. Ngất nha.
tăng 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 tăng. Năm xịt. Nhắm mắt mà vẫn biết năm xịt. Thấy chưa? Con này thần thoại thật đấy. Nè, tăng 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 tăng. Năm lít. Các bác thấy chưa? Giỏi chưa? Tỉnh luôn đây này, tỉnh luôn này. Đánh hơi thấy tiền. Tỉnh luôn này. Bố mang cơi trầu về rồi. Thôi. Đâu? Nói tiếng người đi. Ở đây tất cả các bác đều nói tiếng người, riêng một mình vợ nói tiếng động vật. Này, nói cho chồng biết nhá. Bây giờ ấy, động đến tiền đến vàng ấy, cẩn thận, không có khối người thành chó hết đấy. Ôi trời ơi. Ôi láo quá nhỉ. Láo nhỉ. Này, cô bảo ai là chó đi à? Này, tôi nói cho cô biết nhá. Động đến tiền thì ai cũng thành động vật nhá. Nhưng không phải ai cũng làm chó giống cô đâu nhá. Chị nhỉ? Riêng chị là tao chọn lợn đấy. Mình ơi mình. Mẹ lạ tháng này là đến lượt vợ chồng mình chăm bố đấy. Rồi. Mình đón bố về đi. Trời ơi mình ơi. Em nhớ bố lắm, em thương bố lắm mình ơi. Này, thế cuối cùng thì đứa nào là con ruột của bố nhỉ? Để em xem sách cho. Mày tìm xem đứa nào là con ruột anh của bố. Anh không phải xem, anh không phải tìm, là em. Sao lại là em? Chồng em. Này, bỏ ngay cái kiểu đi, nhá. Cứ làm như là thương bố lắm, cứ làm như là yêu bố lắm. Đón bố về đi. Thế đứa nào hôm ông ở nhà mình, đứa nào ông gắp có miếng thịt thôi mà lườm quýt tí ông rơi miếng thịt. Trời ơi, mẹ cũng các bác nghe thấy. Trời ơi. Dạ. Cái gì? Chị. Em... Chị. Đó, em biết rồi, em biết rồi. Chị là vừa rồi là nói đẻo em. Không, chị đấy, nói... Đừng có mà tin cái lời chị cả nhá. Không. Chị dâu cả là nói đẻo đấy. Thắng, em thấy là em sai rồi. Cái câu hỏi đấy chị xuất phát từ trái tim. Tao thề với mày, có rất nhiều đêm tao trằn trọc, tao suy nghĩ không biết mày có phải con ruột của bố không. Chị nghiêm túc đây này. Nhìn nghĩa nhà chị này, sao y bản chính thì thôi không nói rồi nhá. Đây, thằng Kiều chồng con Dung đây, thấy Kiều, rõ ràng. Kiều nhà em là ngang phè giống bố nhá. Đấy, chỉ có mỗi em á là nó có cái nét gì mà chị không thể lập luận được nó là cái gì. Mày giống cái ông nào mà ở cái vùng mà sa mạc mà mũi to to bị bắn chết mẹ rồi. Có nhớ cái ông nào? Để nó tìm. Này chị ạ. Để nó tìm xem trong sách xem nào. Thôi không phải tìm. Chú là có cái mũi đột biến đấy. Chị đừng có xỏ xiên nhá. Em nói cho chị biết, ở trong cái gia đình nhà mình ấy, chỉ có một người duy nhất biết em là con ai. Đó là mẹ. Nhá. Nhưng mẹ đã nằm dưới ba tấc đất rồi. Đúng thì rồi. Chị để cho mẹ yên nghỉ nhá. Đừng có bới móc lên nữa, ở nhà nó loạn hết cả lên. Chị có bới đâu, em nói thế là không đúng. Chị không hề bới. Cái đấy là chị đang tìm hiểu về khoa học. Bởi vì nếu mày mà là con ruột của bố thì khoa học sai. Mà các chị... các anh các chị vừa phải thôi. Bây giờ đâu em có tí tiền tí vàng ấy lại bảo là chồng em khác quân, chồng em không giống như thế nào. Cứ làm như là tử tế với bố mẹ tử lắm. Tử tế thì phải lấy lại quyền lợi cho bố chứ. Phải quyền lợi cái gì? Sự công bằng cho bố chứ. Chị tưởng chị tử tế lắm à? Hả? Thế em hỏi chị nhá. Dỗ mẹ 7 năm nay chị có về quê không? Hả? Đấy. 7 năm trước chị về quê chị cúng mẹ bằng cái gì biết không? Ai đi dỗ mẹ lại cúng bằng hoa quả nhựa bao giờ? Thế bây giờ tôi hỏi cô chú nhá, thế tôi cúng đồ thật, tôi cúng hoa quả thật thì các cụ có hưởng được không? Người chết có ăn được tí nào không hay toàn người sống? Mà con nào ăn? Em ăn. Đấy, vợ mày tự nói nhá. Vợ mày tự... Thôi! Ngân nhà! Anh xin phép vợ nói vài lời nhé. Anh nói đi, giật hết cả mình. Sợ quá chị ạ, à? Đừng có cãi nhau nhá. Anh là anh cả các chú đúng không? Vâng. Là quyền huynh thế huynh ở cái nhà này đúng không? Dạ, theo em thì là quyền huynh thế phụ chứ không phải thế huynh. Bố mày thích huynh. Ôi trời, làm sao? Bây giờ thế này nhá, cái việc quan trọng bây giờ là phải tìm thấy bố, hiểu không? Mà quan trọng hơn ấy là phải cướp bằng được cái cơi trầu. Cái không đi tìm cơi trầu thì cứ ngồi đấy cãi nhau thế nào. Bây giờ nhá, anh là anh cả, anh ra lệnh như này: vợ chồng chú Thắng
chạy đằng này, tìm ông. Vợ chồng chú Kiều chạy đằng này, vợ chồng anh chạy đằng này. Ngu lắm cơ, đã thọt rồi lại cứ nhấn cái chữ chạy làm gì cho người ta cười. Mà anh ơi, làm sao đấy? Anh chỉ là vợ chồng chú Thắng chạy đằng này, vợ chồng Kiều chạy đằng này, mà toàn chỉ lên trời chứ em có cánh nào mà em bay lên trên đấy được. Tóm lại là chạy đằng nào hả anh? Mà anh đổi chữ chạy đi, không dùng chữ chạy luôn nhá. Chạy đằng nào mặc chú? 1, 2, 3 túa đi. À, không túa, chạy là xong. Túa đi. Nhanh lên. Đấy, đi đâu? Cần lắm. Huyền, trông ai như con Huyền? Ôi, ôi, ông ngoại. Ông ngoại, ông đây con. Ôi, ôi giời ơi, trời ơi, ơi. Đừng có mẹ mẹ bỏ ông ra. Ông ơi, ôi, ôi, con mừng quá, con gặp ông con mừng quá ông ơi. Thế. Ông đi đâu đây? Ông về quê, thế con đi đâu? Ô, thế con lại ở quê lên. À thế à? Vâng. Ừ. Thế sao mà ông lại về quê? Hôm nay là ngày mai là ngày giỗ bà. Thì con tưởng là ông phải ở trên này cùng với các bác để làm giỗ cho bà chứ, chứ ông về quê làm gì? Năm nay ông về quê, năm nay về quê cúng giỗ cho bà. Chứ mấy năm nay chúng nó mãi làm mãi ăn, chả có ai về. Nhà thì hương tàn khói lạnh, mồ mả thì phôi phai hết cả rồi. Hôm nay ông quyết định để về quê cúng bà đấy con ạ. Ông ơi, nhưng mà ngày hôm qua ấy, mẹ con bị mệt, thế là mẹ con lại bảo là con lên trên này, à, con với mẹ con dỡ được đầy cái gì đấy con? Khoai ông ạ. Hả? Khoai lang. Khoai lang ông à? Ơi, mẹ con bảo là đem lên trên này nhá, đem luộc một đĩa thật to để lên bàn thờ để thắp hương cho bà. Ừ. Ngày xưa ấy, vì là bà toàn ăn khoai thôi. Ừ. Thế còn lại thì đem biếu mỗi bác một ít để các bác nhớ hương vị quê hương. Chết con ơi. Dạ. Nên ông bảo. Dạ. Các bác mày ở trên này không có ăn khoai. Không ăn khoai á? Ăn sâm. Ôi trời. Ăn yến. Ôi trời. Nó không ăn khoai. Thế à? Khoai nguồn thế mà không ăn. Mày mang nó vứt mẹ ra chỗ khác thì giờ thôi, mang về quê đi. Con. Mẹ con cũng bảo là xem có cái quà gì quý quý để tặng các bác không. Thế nhưng mà con nuôi được 2 con ngan. Phải được 2 cân 1 con ý. Thế à? Thế mà tự dưng đêm hôm kia thế nào nó lăn đùng đến chết. Ờ. Mẹ con bảo là nó bị trúng dúa. Ồ, là nhỉ, cái lão tiểu cạnh nhà mình ở quê ấy. Ừ. Làm sao mà say xỉn suốt ngày mà không bị trúng dúa chết nhỉ? Không, cái loại say có bao giờ nó chết được con. Ông ơi, thế là con đem 2 con ngan nhá, con làm lông sạch sẽ. Ừ. Con thịt con đem ra chợ bán. Ừ. Vâng. Con bắt chước mấy bà ngoài chợ, con bảo là bảo sao? Cháu bán ngan sạch. Thế là chúng đông chúng đỏ. Con này khôn quá. Khôn quá. Ừ, ừ. Ông ơi, ừ. con bán được những 200.000 một con nha. 200.000 một con. Vâng, thế là được 400.000. Ừ. Con mua một đôi dép tổ ong đi lên thành phố cho diện. Ờ. 30.000, còn lại 370.000. Đây, ông ơi, con biếu ông nhá, để ông ăn quà ông nhá. Đây, 370.000 đây, con biếu ông. Ông nhá. Thôi. Ông ơi, ông làm sao thế? Con tốt quá. Ông về quê đây, ông khổ lắm. Ông sao thế? Ông nó như cái quả bóng ấy. Hôm thì ở nhà thằng cả được 25 ngày. Xong nó đá ông sang nhà thằng hai. Thằng ai nó bảo nó chưa đủ ngày nó lại đá ông về. Có hôm cả 3 thằng nó đều đá ông. Ông ơi, ông cứ đi lang thang thế này, ông không biết ông đi đâu nữa đấy. Sao các bác lại đối xử với ông tàn tệ như vậy? Ông ơi, cờ cực. Thôi, thế thì ông về quê với con đi ông đi. Thôi, ông con mình về quê đi. Ông con mình về quê nhé. Vâng. Không ở đi được con ạ. Ông về quê quyết định rồi. Con rời phố em về quê sống má thôi.
vì con vì cháu đuổi em rồi. Bọn nó không thèm nuôi nấng bố, cứ gió đỏ thiệt hơn làm em đau lòng quá. Dành hết cuộc đời nuôi nấng con, vì đâu tình nghĩa lại hao mòn. Thầm trách do mình không có phúc, cố sinh còn thật đông, giờ đây thấy đau lòng. Con xa càng xa, cứ coi nhau như làng người rừng nước lá. Đớn đau thân già dành hết cuộc đời nuôi nấng con, vì đâu tình nghĩa lại hao mòn. Thầm trách do mình không có phúc, cố sinh còn thật đông, giờ đây thấy đau lòng. Cố sinh còn thật đông, giờ đây mới thấy đau lòng. Con út sao mày lại ở đây? Ông làm sao đây? Đi xem nào Nghĩa ơi, đây, ra chân mạch của bố xem đây, đây. Đi ra đây kia ông kia. Từ sao lúc nào ông lại ngã lần quay ra như thế này? Con sợ lắm, con sợ ông chết. Các bác ơi, các bác kiếm cứu ông đi, các bác ơi. Sao? Ôi giời, khỏe lắm. Ôi, nhìn ba cái giật chân này tôi biết rồi. Cái bài này cũ lắm rồi, tôi quen rồi. Mày cứ an tâm đi, ông mày không chết được đâu. Tử Vi xem rồi, còn sống 5-7 năm nữa cơ. Còn lâu nhé. Ôi giời. Còn lâu bố mày mới chết nhá. Mẹ Tử Vi xem số tao là không tu nhân tích đức sống đẻo được 110 năm nhá. Còn tu nhân tích đức là tao sống 135 nhá. Xin lỗi chúng mày đi. Có mấy thằng con của tao đấy. Ôi, cho cái em nó chào bố cái quá. Dạ. Thì xuống chào bố đi. Dạ. Dạ. Con chào bố. À. Ừ. Con dâu thì cũng ngoan ngoan, nhưng có mấy thằng con trai ấy. Mẹ đẻ ra thì chỉ muốn góp cổ chết mẹ nó thôi. Nó cứ mong tao chết mà tao còn lâu mới chết nhá. Ở đâu còn lâu mới nói nhá, còn lâu mới chết nhá. Xin lỗi chúng mày đi. Thế hôm nay anh Kiều, anh Nghĩa, chị Vân này, chị Dung này, anh Thắng này, chị Thu ấy ra đây. Dạ. Có việc gì nè? Chúng con đi săn bố ạ. Ôi giời ơi. Nhầm. Bố. Ôi không. Đi đâu đây? Chúng con... Đi ra đây chứ còn đi đâu? Chúng con đi tiễn bố thôi. Tiễn bố về quê. Nghe bố về quê để chúng con đi tiễn bố thôi. Không làm gì mà các anh các chị ngoan thế. Mỗi hôm các anh chị có tiễn đưa gì đâu. Mà hôm nay làm gì thì tiễn đột xuất thế. Thôi bây giờ này nhá. Con có ý kiến thế này. Nói tóm lại, bây giờ bố muốn đi đâu bố đi, đúng không? Vâng. Nhưng mà bố đi thì bố đi, nhưng để lại cái cây trầu. Các bác ơi, cây trầu làm gì có cái gì mà để lại? Các bác ơi, con xin có ý kiến ạ. Dạ, mẹ con với con ở quê lỡ được một tải khoai. Mẹ con bảo là các bác ở trên này là thích ăn khoai lắm. Thế nên là mẹ con cho con lên đây để đem, trước hết là luộc một đĩa, đem thắp hương cho bà. Sau nữa là biếu các bác, mỗi người một ít để các bác nhớ đến hương vị quê hương. Dạ, khoai nhà mình ngon lắm đấy các bác ơi. Này, cái lũ lợn nhà này nó không ăn khoai. Sao lợn này không ăn khoai hả ông? Lũ lợn đây này, nó ăn sâm. Không biết ăn khoai nó ăn sâm. Thôi,
Bố nói cái gì bố nói toẹt này. Nó sao về 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 ý tứ với cả là lợn với cái gì? Ý đấy, ông mày nói chúng tao là lũ lợn đấy. Nha. Sao bố có phải bóng gió? Các anh im đi. Bố nói là con gì thì cũng phải nhận. Bố nhở? Các bác ơi, khoai nhà mình ngon lắm các bác ạ. À. Lợn ăn khoai mà con. Vâng vâng, các bác ơi, khoai rất là ngon đặc sản của quê hương mình con đấy. Thế nên là con đem lên đây. Đây, ui ôi các bác ơi, xem đi, con dỡ được củ khoai rất là to nhá. Bác ơi, con mời bác. Bác ơi. Mày dí khoai mồm tao ra. Hả? Tại sao mày cũng dí khoai vào mồm bác mày này? Bác gái mày. Con mời bác. Mày buồn cười nhỉ? Mày bỏ ra kia đi. Đây mày gọi là cái gì? Khoai. Hồn quê hương. Hồn quê hương á? Mày để đấy nhá. Để xuống. Về chỗ. Vơ bà vơ vẩn. Chú cũng đừng có nóng. Chú ăn khoai miết mà cái mũi chú nó thế kia cơ mà. Em biết rồi. Bác cả. Thôi, bác cầm lấy rồi cho cháu nó ít tiền nó đi xe về quê. Anh chú Kiều này. Ôi giời. Chú ở bên Mỹ vừa về đấy, nhiều đâu. Nhận đi cho cháu nó mấy trăm đô nó về quê. Đấy. Này, ăn đi Việt Kiều nhớ quê hương, hương vị quê hương. Mang triết học ra mà xử lý cái này đi. Cái này á thì mấy trăm đô ấy, vợ em nó lo được. Ôi giời. Nhưng mà em lại có ý như thế này này. Triết học đã nói khoai lang là rất là nhuận trường. Đấy. Ăn vào bao nhiêu thì nó ra bấy nhiêu. Mà chị cả, chị đang muốn xuống cân thì đấy, chị cái này rất là hợp cho chị đấy ạ. Ăn vào bao nhiêu ra bấy nhiêu, cục nào cục đấy là to như phân trâu ấy. Thôi thì thôi thế này nhá, cháu ơi, thôi thì bác cũng thay mặt tất cả các cô các chú ở đây xin nhận cái khoai của cháu nhá. Dạ. Người ta gọi là sâm ta đấy, hiểu dạ, không? Con cảm ơn bác. Đấy thì bây giờ bố bảo lợn ăn thì thôi con cũng thay mặt lợn con nhận cái bao này cho bố vui bố nha. Ừ. Này nhảy chân sáo vào cất trong kia giấu Việt đi cho tôi. Toàn vinh bổ thì ăn để thành voi à? Để ở đây tôi cất. Nặng quá cái gì mà cất cái củ khoai thôi mà đi mà nhảy như tango. Tài thế chứ. Bây giờ coi nhà cái việc khoai xong rồi. Đúng. Rồi. Thưa bố. Ừ. Dạ. Con là con cảm. Ôi, này mày mày đừng có chỉ tay vào mặt bố. Mày nói mày cứ đâm tay vào mặt bố thế. Vâng, con không chỉ. Con có ý kiến với bố thế này. Con là con cả trong gia đình đúng không? Nghĩa ơi, Nghĩa mày mất dạy quá Nghĩa. Bây giờ bố đã nói một câu là đừng chỉ tay vào mặt bố. Thế là một ngón bố đã không đồng ý. Bây giờ giơ cả năm ngón vào mặt bố như thế thì đấy. Thằng này con là mất dạy quá bố ạ. Bố để đấy, bố không dạy được nó, để con dạy nó. Nhá, không bao giờ với người lớn tuổi mà được như thế. Mày là con ai đấy hả Nghĩa? Mày là con ai? Chị ơi hả? Anh Nghĩa là con của bố em đấy. Ừ. À, tôi chết rồi. Bố ơi, con xin lỗi bố. Thỉnh thoảng con hay quên cái cơm áo gạo tiền rồi con cứ quên hết đi. Em ơi, xấu hổ quá cơ anh ạ. À. Chị ơi. Ừ? Đây là chồng em chị ạ. À. Chết đây. Con xin lỗi em nhá. Mày vừa chỉ tay mặt tao đấy. Chứ con muốn lấy vàng không mà chúng tôi cắt ra rồi. Tao lớn tuổi hơn mày, tao có quyền chỉ. Mày là bố đẻ ra mày không được chỉ. Tao mày chơi tay đôi không? Mày dám không? Thôi, bà chị ơi. Bà cứ kệ to không? Để tôi có ý kiến. Thì nói gì nói đi. Bố ạ, à, chúng con đã họp gia đình rồi. À. Và chúng con quyết định một điều. Ôi giời, mày quát kê thế. Bố đi đâu là việc của bố. Ờ. Bố sống với ai là quyền của bố. À, họp gia đình không có bố à? Không cần bố. Ôi giời ơi, chết rồi không cần bố. Đấy. Bố đã chết đâu mà không cần con. Nhưng việc quan trọng là bố đi. Bố phải để lại cái cơi trầu. Đúng bảo. Không? Đã bảo là cái cơi trầu này làm gì có cái gì. Đồ sư lờ lưa cái gì, kỷ niệm làm gì có cái gì đâu. Kỷ niệm? Tiếng Anh nó gọi là souvenir đấy bố. Souvenir à? Vâng. Ừ. Souvenir của bố cũng là souvenir của các con. Làm cho nên là bố cứ để lại đây. Vâng. Rồi bố đi ông về ơi, quê. Đúng đấy, đúng con rồi. Thấy là bác nói như thế là đúng đấy. Của ông cũng như của các bác. Ông cứ để ra đây cho các bác đi xem có gì đâu mà. Mày rồi. Ôi giời ơi, làm gì đấy? Ôi giời ơi, này các con.
mày xê ra nhá. Ôi giời ơi, tao là một mình tao chấp cả hai gia đình nhá. Ôi giời, mày hai con giòi này loi nhoi về đấy tao thở một cái là mỗi con một vách nhá. Nhưng mà làm cái trò gì đây? Trò gì? Của nả của ông để ra đây là lấy thịt đè hết cả vào cái... Bây giờ có con. Thịt không đè thì để làm cái gì đấy? Tao đố đứa nào đấy đè vào. Ôi trời ơi. Ở đây. Này chị ơi, chị ơi. Chị đừng lấy thịt đè người thế nhá. Này. Chị em, anh em trong nhà với nhau có gì là phải chia đều nhá. Thì mày cứ từ từ, đừng có nhào vào như thế. Đây, nói gì đi. Này. Chú nào, thím nào mà muốn gây chiến thì cứ nhìn chân anh nhá. Làm gương nhá. Đập cả hai phát đấy. Lấy tôi về là lành lặn thì một tuần sau là què luôn đấy. Thôi được rồi, được rồi. Thôi bây giờ này nhá, em có ý kiến. Thôi bác cả là bác lớn nhất. Thế bác cứ mở ra. Bác lấy còn nào bác lấy, còn lại là của các em. Đấy, được chưa? Chẳng thà như thế. Lấy mẹ thế đi, còn đi làm cái gì nữa. Anh. Cái nào to ui to nhầm. Đâu rồi? Đi đây. Đi đây. Đi đấy. Ôi giời ơi. Mỗi nhà mỗi thứ thế có phải hơn không mà cứ huynh đệ tương tàn. Ôi giời. Anh sao bông ơi, toàn bông xong rồi. Bố ơi sao toàn bông này bố ơi. Ôi giời ơi. Bố ơi. Cái bông này là thế nào? Bông này. Bông này là hồi mẹ các con đẻ các con ra. Phải nhét vào lỗ tai. Thế ạ. Để cho đỡ hậu sản mòn à. Mà mẹ các con không chết với hậu sản mòn mà chết đói chết rét để nuôi chúng mày đến ngày hôm nay đấy à. Bông này đấy à, gói gói vào cho mẹ đi, gói vào cho bố ơi. Mẹ bố ơi, sao tự dưng lại có hai cái cuống chiếu thế này ạ? À? Hai cái cuống chiếu này hồi tôi lấy vợ làm gì có vàng bạc như các anh các chị đeo như bây giờ. Bố lấy để làm gì hả bố? Lễ cưới, lễ cưới của mẹ mày đấy à. Để đeo tai đấy à, hoa tai, bằng quấn chiếu đấy. Vâng, hoa tai của mẹ con hiểu rồi. Ôi giời ơi, gói toàn kể hành kể tỏi những cái việc ngày xưa ông yêu lắm nhá. Đây này, thế còn giấy tờ đất này ông giải thích thế nào hả? Giấy tờ đất đây. Đây mọi người đứng có lui đây đọc cho mà nghe. À. Thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh bán cho ông Hình Xuân Bui. Hình Xuân Bui là ông nào? Là ông Bùi Xuân Ninh đấy. Thêm một bằng chứng mày không phải là con của bố nhá. À thế à? Vàng bạc làm mắt nhòa hết cả đọc lại rồi. Bùi Xuân Hinh à? Ừ. À, bán cho ông Bùi Xuân Hinh 2 mét đất của. Ông à. Nó ra đây mua con. Mua là mấy hecta, không mua là mua có 2 mét rồi thế nào? Bố mua làm mua gì hả? 2 mét để chôn tôi. Tôi biết là các anh không chôn tôi. Tôi phải dành dụm tiền nong. Mua đây 2 mét để chuẩn bị cho mình đây. Thế hả bố? Sao bố lo xa thế? Sao bố? Bố chính ra bố cẩn thận ghê lắm. Thế cho nên là chắc là bố lận vào cặp quần ấy. Cái gì quý quý là lận vào cặp quần ấy. Ờ nhờ. Chả lẽ bây giờ tôi dâu tôi đi tôi khám cặp quần của bố thì cũng... Nó thôi! Cái này, chỗ này. Cái này, chị quá đáng lắm. Chị đi về với chồng chị đi. Bố ơi. Sao con? Con có ý kiến thế này này. Bố có gì thì thôi. Bố cứ bỏ ra đi. Không là không xong với chúng nó đâu. Quạng có học có khác nhỉ? Đấy. À, đấy. Lòi ra chưa? Tức là đấy cứ truy sát bố thế đấy. Thì mới lòi ra được cái gì chút. Lòi ra chưa? Dạ con xin nè. Con xin bố. Đất đấy. Yeah. Tôi đã bảo các cụ là thế đấy. Cái gì quý là lận cầm quần. Thế sao nào? Sao nào? Thôi không phải. Thập ân này, thập ân là cái gì mình ơi? Thập ân là cái gì nhỉ? Thập chắc là 10. Thập là 10. Vâng. Tôi mới học đến kiểu vạn bát sách đấy. À, thập tôi chưa học. Thập là 10, mày vừa nói 10 xong rồi mày lại bảo là chạy. Thập là 10. Còn ân ấy. Ân ấy tối nghĩa quá. À, nó thiếu dấu sắc. Thiếu dấu sắc, thập ấn. Ôi giời ơi, 10 cái ấn bằng vàng. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, ôi chết rồi. Chết rồi, chết. Rốt thì rốt nó vừa vừa. Thập ân có nghĩa là 10 cái ơn.
Bố, có phải đây là 10 điều mẹ các con dặn trước lúc mẹ con mất đây? Mẹ các con dặn như thế này, thầy ngâm cho các con. Mẹ mới có thai, kể từ một ân thì con nơi mẹ mới có thai. Âm dương là âm dương nghĩ kỹ, nào ai biết gì ở trong lòng thì con ơi đúng những sầu bi. Ruột gan chua xót mỗi khi vơi đầy, sang đến nay ân thì con ơi mẹ mang chín tháng mười ngày thai sinh, nghỉ về từ vách đất leo chanh, nắng mưa buồn bọc rách lành luống những chở che lúc ra đời thì con ơi cất tiếng quê quê chỗ ướt mẹ nằm chỗ giáo mẹ nâng con mẹ từng ngày mong cho con lớn con khôn âu lo mấy độ mỏi mòn hôm mai sau ân thì con ơi mẹ kể canh dài. Chốc lỡ đàn xài uống những uống bốn phương mưa gió nào nề thuốc tan thời bú mớm bộn bè này âu lo bấy ân con tập lấy tập bò đầu răng thời quấy lấy khúc khuỷu sông hồ thời giã héo khô muồi chăm chút không rời tám phân thì con ơi chăm chút không rời lửa tình theo tình dậy nên người đoan phương chính nhân là con ơi tách ngộ ra rằng học văn này học lễ chiếm bảng phàn cành son mẹ lo bền giá tất cho con nên chồng nên vợ vẹn tròn lứa đôi mười ân nữ đã kể dặn dò. Con ơi con hãy nhớ ơn người sinh con, bà trao mẹ, mẹ lại trao các con mười ân mẹ kể, các con còn nhớ chăng? Quỳ xuống. Các con, trước khi mẹ các con mất, mẹ các con dặn bố thế này: ông ơi, vợ chồng mình nghèo lắm, không có tiền, cả cuộc đời tôi chả có gì cả, chỉ có những đứa con như thế này thôi. Bố chỉ trông cậy vào các con thôi. Các con sống như thế nào thì sống,
cho các con trông vào. Bố không nói nữa. Bố về quê đây. Bố ơi. Bố. Về dỗ mẹ các con. Mẹ. Bố ơi. Bố ơi. Bố. Bố ơi. Con xin lỗi bố. Bố. Anh Kiều. Anh nói với bố điều gì đi chứ. Khi đấng sinh thành, sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao cũng luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao cũng luôn mang nặng đè đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Bố ơi! Bố!